Anh đừng nhìn em, anh nhìn đồ. Sư phụ qua kiểm tra bước đầu thì phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh tầm khoảng 10 tấn thực phẩm các loại. Trong đó thì theo như chủ cơ sở trình báo và theo kiểm tra của anh em phát hiện ra có tầm hơn 6 tấn thực phẩm gồm các loại như đùi gà, chân gà, nầm lợn, rồi là dạ dày lợn, tim lợn, là những hàng hóa do nước ngoài sản xuất và không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đây là toàn bộ những hàng hóa do nước ngoài sản xuất và không qua kiểm định. Thì khi những hàng hóa này mà lưu thông ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hướng xử lý tiếp theo thì theo lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với PC05 của Công an thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật, là sẽ xử lý triệt để đối với những trường hợp sai phạm như thế này để đảm bảo cho sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.